lớn nhất của cuộc đời không phải là bạn có bao nhiêu của cải. Sức khỏe là củ cải quý giá nhất của cuộc sống và bình yên là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời. Chẳng có điều gì quan trọng hơn và thiết thực hơn sức khỏe của bạn. Sức khỏe và bình yên là mong muốn giản dị sâu thẳm của mỗi chúng ta, đó là sự mong đợi ấm áp và hòa thuận của mỗi gia đình. Người ta thường nói, sức khỏe là vàng và bình an là phước lành. Như vậy rõ ràng, sức khỏe là vốn quý nhất của đời người. Sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe văn hóa luôn đồng hành cùng bạn trong quá trình trưởng thành và giúp bạn tiến bước trong con đường thành công. Vẻ đẹp của mỗi người nằm ở sức khỏe của họ. Tỷ phú Bill Gates đã từng nói, không có gì quan trọng hơn sức khỏe. So với sức khỏe thì của cải và công nghệ cao chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Thật vậy, đối với một người, không có gì quan trọng hơn sức khỏe. Sức khỏe là nền tảng của cuộc sống và là nền tảng của mọi thứ. Chỉ khi con người có sức khỏe mới thực sự sở hữu được của cải và thực sự được an vui, hạnh phúc và thành công. Ai đó đã từng ví von, sức khỏe giống như số 1 đầu tiên trong mọi con số, còn của cải khác giống như số 0 đứng sau số 1. Có số 1 này đằng trước thì cứ thêm số 0 vào đằng sau, nghĩa là tài lộc thêm tăng. Ngược lại, nếu không có số 1 đứng trước thì cho dù bao nhiêu số 0 thì kết quả cuối cùng vẫn là 0. Tất nhiên, sức khỏe không phải vạn năng, có sức khỏe không có nghĩa là có các loại của cải. Tất nhiên, không có sức khỏe thì tuyệt đối không thể có gì khác. Cũng theo các chuyên gia, dạy tật sống để tập thể dục, thức khuya rồi hôm sau ngủ bù, quan niệm ăn gì bổ nấy, uống bia để tống sỏi đều là những quan niệm hết sức sai lầm gây ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe. Dưới đây là một số quan điểm sai lầm và gây bất lợi cho sức khỏe mà nhiều người mắc phải. Thứ nhất, dậy quá sớm để tập thể dục của buổi sáng. Nhiều người rất thích tập thể dục của buổi sáng, điều này chẳng có gì sai. Tuy nhiên, lại có những người thích dậy vào lúc 3 đến 4 giờ sáng thì quả thật là không hợp lý. Bởi lẽ giấc ngủ rất quan trọng cho sự sống, đây là một hoạt động sinh lý quan trọng giúp cơ thể nghỉ ngơi và góp phần phục hồi các rối loạn. Chúng ta cần phải ngủ đúng, ngủ đủ thời gian. Việc dậy quá sớm đã đưa các tế bào của chúng ta dẫn tới tình trạng lão hóa hoặc suy giảm chức năng, trong đó có tế bào thần kinh. Ngoài ra, việc dậy quá sớm còn ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhất là gia đình có em bé và người già. Thứ hai, ăn bù, ngủ bù, uống bù theo nhu cầu. Có nhiều người quan niệm thiếu gì thì bù nấy nên thức khuya rồi ngủ bù, ăn bù, đây là một điều hoàn toàn sai lầm về sức khỏe. Việc thức khuya kéo dài sau đó ngủ bù, ngủ kéo dài sẽ khiến trí não kém tập trung, cơ thể kém linh hoạt. Ngoài ra, nó còn làm cho nhịp sống sinh hoạt của chúng ta thay đổi, có những tác động tiêu cực đối với sức khỏe. Ăn bù làm cho dạ dày bị quá tải và gây hư hại khi dinh dưỡng không đủ cải thiện, thậm chí là kém hơn. Thông thường, việc ăn uống theo nhu cầu, nghĩa là thiếu cái gì thèm cái đó, thiếu đạm thì thèm thịt, thiếu nước thì khát. Tuy nhiên điều này là đúng nhưng chưa đủ. Trên thực tế, cơ thể và những biểu hiện bên ngoài không hoàn toàn tương xứng với những thiếu hụt ở bên trong. Việc cảm nhận từ những phản ứng của cơ thể đôi khi không chính xác, để rồi có những đáp ứng sai gây tác động tiêu cực đối với cơ thể. Cái đang cân bằng thì lại thừa, trong khi cái thiếu thì vẫn đang tiếp tục thiếu. Vì vậy, không nên lạm dụng thức khuya, chỉ những đặc tính nghề nghiệp còn lại, chúng ta nên ngủ đúng giờ, ăn đúng bữa mới là bảo vệ cho sức khỏe. Với những người có biểu hiện rối loạn giấc ngủ, thay đổi đồng hồ sinh học, rối loạn ăn uống, hãy gặp bác sĩ để được tư vấn chế độ ăn uống phù hợp và công việc tình trạng sức khỏe của mình. Thứ ba, quan điểm tống sỏi tiết niệu bằng bia. Với quan niệm uống nhiều nước sẽ giúp tống sỏi đường tiết niệu nên khá nhiều nam giới cho rằng uống bia lợi tiểu, giúp tống các viên sỏi niệu quản ra ngoài. Đây là một quan niệm sai lầm bởi vì thức uống có cồn sẽ làm tăng nồng độ purin trong cơ thể, khiến cho lượng axit uric tăng lên, vì thế tăng nguy cơ bị sỏi axit uric. Chưa hết, bia rượu đồng thời còn gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm khác cho sức khỏe như giảm sức lọc của thận, gây suy thận, suy giảm chức năng, rối loạn tiêu hóa, suy giảm trí nhớ. Thứ tư, ăn no căng bụng. Nhiều người vẫn quan niệm rằng no chính là căng cái bụng, là đầy cái dạ dày. Điều này sai lầm vì ăn quá no có thể gây hại cho dạ dày, trong khi chưa chắc đã là đủ chất, đủ năng lượng cho cơ thể. Về lâu dài sẽ gây giãn nở dạ dày, suy giảm chức năng co bóp và tiêu hóa của dạ dày. Chúng ta hãy biết yêu thương và chăm sóc cái dạ dày của mình bằng quan niệm mới. No là cho đủ chất và đủ năng lượng cho một lần ăn. Thứ năm, ăn gì bổ nấy. Đã từ rất lâu, rất nhiều người vẫn tin rằng và truyền tay nhau quan niệm ăn gì bổ nấy, chẳng hạn ăn gan bổ gan, ăn thận bổ thận, ăn não bổ não. Trước hết, không thể phủ nhận rằng trong một số nội tạng hoặc bộ phận của vật nuôi lấy thịt có những thành phần giàu chất dinh dưỡng góp phần bồi bổ cơ thể. Nhưng hãy nhớ rằng bổ toàn thân chứ hoàn toàn không phải bổ ở nơi khu trú như quan niệm trên. Mặt khác, chúng ta cần phải hiểu cơ thể luôn được tiếp nhận một cách hợp lý và cân bằng đầy đủ các thành phần dinh dưỡng. Việc ăn quá nhiều nội tạng cũng sẽ gây ra mất cân đối về dinh dưỡng, nguồn gốc gây ra các rối loạn. Bên cạnh đó còn có chứa rất nhiều cholesterol, đạm sẽ gây ra những bệnh như gút, đái tháo đường, tim mạch. Ngoài ra còn chứa nhiều vi sinh vật gây hại cho cơ thể.
Thứ 6, tâm lý chữa bệnh, bụt chùa nhà không thiêng. Có bệnh thì vái tứ phương là tâm lý của rất nhiều người. Nhiều người khi được chẩn đoán bệnh, không ít người vẫn thiếu tin tưởng các bác sĩ hoặc cơ sở y tế địa phương. Nghe ai mắc thấy lang ở đâu cũng tìm đến để chữa bệnh. Điều này vô tình đánh mất cơ hội tiếp cận với các dịch vụ chuyên sâu và chi phí thấp. Một điều thương tâm nhất đó là vô tình đã mất đi khoảng thời gian vàng để can thiệp hiệu quả các bệnh lý nặng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, chấn thương. Sức khỏe là tài sản lớn nhất của cuộc đời con người. Sức khỏe không mua được bằng tiền mà kết quả là một lối sống lành mạnh, khoa học, kỷ luật và cái sự cân bằng giữa yếu tố dinh dưỡng. Vì thế có thể định nghĩa một cách đơn giản, đó là bệnh tật là một trạng thái mà cơ thể có sự thừa hoặc thiếu của tất cả các thành phần cấu tạo nên cơ thể: đường, đạm, mỡ, các vi chất và nước. Đối với mỗi người bình thường, sức khỏe là của cải lớn nhất và quý giá nhất của chúng ta. Sức khỏe tốt hơn danh vọng và của cải, tốt hơn vàng bạc, châu báu, tốt hơn sự phù hoa, phù phiếm. Chúng ta hãy bớt tham lam vật chất, thanh thản và tĩnh lặng hơn, duy trì một trạng thái tâm hồn an lạc và hạnh phúc. Chúng ta hãy rèn luyện thân tâm lành mạnh. Người ta ngày càng cảm thấy rằng việc có một cơ thể khỏe mạnh quan trọng hơn mọi thứ khác. Hãy trân trọng sức khỏe của mình, hãy sáng tạo và tận hưởng cuộc sống muôn màu ấy. Một cơ thể khỏe mạnh là của cải tốt nhất và là tất cả sự giàu có để dựa trên nền tảng sức khỏe. Tập thể dục rất quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác bởi vì giúp cho có một cơ thể khỏe mạnh. Sức khỏe thể chất và tinh thần lạc quan hơn tất cả những thứ gì. Hãy ngừng phàn nàn về cuộc sống hàng ngày. Đời người chỉ có hơn 30.000 ngày thành công, thất bại đều an nhiên. Sức khỏe và hạnh phúc mới là quý giá nhất. Hãy ngủ đủ giấc và phải có tinh thần thoải mái. Tập thể dục điều độ, thường xuyên tập chạy bộ, ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe. Trên đời có 3 thứ không thể chờ đợi: hiếu thuận với cha mẹ, không chờ đợi sự học hành của con cái, không chờ đợi sức khỏe của bản thân. Sức khỏe và hạnh phúc của bạn là cuộc cải lớn nhất. Nhiều người biết chân lý này nhưng họ vẫn bỏ qua để theo đuổi những thứ khác. Tiền thì có thể kiếm dần, sức khỏe mới là điều quan trọng. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc, tài sản lớn nhất của cuộc đời con người không phải là sự giàu có, cũng không phải là quốc sắc thiên hương, mà là một cơ thể và một tinh thần khỏe mạnh. Mặc dù sức khỏe thường ra đi mà không chào hỏi, nhưng chỉ cần bạn quan tâm và chăm sóc nó, một ngày nào đó nó sẽ tự quay trở lại. Sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe văn hóa luôn đồng hành trong quá trình trưởng thành và giúp bạn tiến bước trong sự thành công. Không có bạn bè nào tốt hơn sức khỏe và không có kẻ ác nào lớn hơn bệnh tật. Thay vì khóc thầm trong bệnh tật, tốt hơn hết là bạn nên tăng thêm sức sống bằng cách thường xuyên tập thể dục, thường xuyên rèn luyện sức khỏe. Ngoại trừ sức khỏe, mọi thứ đều là phù vân. Sức khỏe là của cải đầu tiên trong cuộc đời con người và sức khỏe là bước đầu tiên để cuộc sống hạnh phúc. Chỉ bằng cách khỏe mạnh, chúng ta có thể được tất cả mọi thứ. Sức người có hạn, một khi đã kiệt sức và ốm đau thì chính bạn và gia đình mới là người chịu hậu quả. Trong thực tế, khi chúng ta khỏe mạnh, chúng ta có thể làm việc và kiếm được nhiều tiền trong cuộc sống. Ngoài ra, chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống và thực hiện nhiều ước mơ, nhiều tham vọng. Một người khỏe mạnh chắc chắn là những người lạc quan và tạo ra niềm tin cho cuộc sống của họ. Hơn nữa, nếu chúng ta không khỏe mạnh, chúng ta có thể mắc một số bệnh nghiêm trọng mà khó có thể chữa khỏi, thậm chí là rất nhiều tiền. Rõ ràng sức khỏe là quan trọng hơn sự giàu có. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Bạn chắc chắn nên làm điều gì đó cho chính mình. Bạn nên nghĩ về những người yêu thương. Đừng quên rằng bạn là cả thế giới đối với ai đó và những người đó luôn muốn bạn làm tất cả những gì để có thể ở lại với họ. Không ai có thể hạnh phúc và bình an nếu không có một sức khỏe tốt. Duy trì sức khỏe không đơn giản và cũng không dễ dàng. Sức khỏe tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng di truyền, thực phẩm lành mạnh, môi trường, lối sống, thói quen, địa vị xã hội. Hãy quan tâm đến sức khỏe một cách tích cực bằng các kiến thức y khoa thông thường, chủ động bảo vệ bản thân và những người thân khỏi những tác nhân gây nghiện, cũng như sớm phát hiện các bệnh lý để điều trị kịp thời.